quý vị vẫn đang theo dõi bản tin FBNC hôm nay thứ Hai 17 tháng 10. Thưa quý vị, hãng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đã chính thức bàn giao từ mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang mô hình công ty cổ phần. Với việc ký kết biên bản bàn giao này thì Vietnam Airlines đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần. Trước đó, ngày 14 tháng 11 năm 2014, tổng công ty đã tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng IPO tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi có kết quả đấu giá, tổng công ty đã triển khai công tác bán cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn và công tác này đã kết thúc vào ngày 11 tháng 12 năm 2014. Ngày 28 tháng 5 vừa qua, tổng công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng mua bán cổ phần với tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Holdings. Ngày 1 tháng 7, ANA Holdings hoàn tất giao dịch và chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines với tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 8,771% vốn điều lệ. Hiện tại, là một hãng bay 4 sao lớn nhất Việt Nam, Vietnam Airlines hiện đang hướng đến mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao vào năm 2020. Theo thông tin từ một tờ báo ở Anh, thì Samsung Việt Nam hiện đang thực hiện điều tra quy trình sản xuất, một phần của quá trình điều tra nguyên nhân gây ra sự cố cháy nổ của điện thoại Galaxy Note 7 ở nhà máy Bắc Ninh. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng sẽ có đợt cắt giảm nhân sự tại đây. Tuy nhiên, đại diện của hãng này đã khẳng định là không có chuyện sẽ cắt giảm nhân sự tại Việt Nam. Đợt điều tra sự cố xảy ra đối với dòng Galaxy Note 7 được thực hiện ở nhà máy Bắc Ninh, vốn là trụ sở của công ty Samsung SDI, nơi sản xuất pin. Đây chính là nguyên nhân khiến cho điện thoại Galaxy Note 7 phát nổ trong vụ khủng hoảng của hãng. Theo như tờ Mail Online của nước Anh, nhà máy vẫn hoạt động trong tuần này, nhưng cửa sổ trên tầng 3, nơi được cho là xử lý đóng gói pin cho Note 7 đã không sáng đèn hoạt động vào buổi tối như các tầng khác. Thậm chí, nguồn tin còn cho biết một số công nhân bị nghỉ việc tạm thời và nhận 70% lương. Họ sẽ được gọi đi làm trở lại khi có nhiều việc hơn. Nhưng đại diện của Samsung đã phủ nhận luồng tin trên và cho biết nhà máy Samsung SDI ở Bắc Ninh là một trong các nhà máy đóng gói pin không những cho Note 7 mà còn nhiều sản phẩm khác như Galaxy S7, dòng điện thoại A, J và tới nay hoạt động kinh doanh của SDI Bắc Ninh vẫn tốt. Đồng thời đại diện của hãng cũng khẳng định không cắt giảm nhân lực vì vụ việc liên quan đến sự cố Galaxy Note 7. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 10 vừa qua tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc hoạt động thứ ba trong chuỗi chương trình Giới trẻ vì mục tiêu phát triển bền vững Youth Speak 2016 với chủ đề Thế hệ hướng tới hành động. Chương trình thu hút sự tham gia của hai tổ chức phi chính phủ UNICEF và UN Women and VCC và bốn đại diện doanh nghiệp Unilever, Prudential, Amway và AEG cùng 400 bạn trẻ tài năng được tuyển chọn đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận. Diễn đàn giới thiệu 17 mục tiêu phát triển bền vững, 7 Sustainable Development Goals của Liên Hợp Quốc và mang lại một cái nhìn tổng quát về thực trạng phát triển bền vững tại Việt Nam. Từ đó tạo cảm hứng và khuyến khích giới trẻ hành động thông qua những câu chuyện thực tế, những góc nhìn đa chiều cũng như những câu chuyện truyền cảm hứng đến từ những hình mẫu thành công. Một mục tiêu phát triển bền vững đều quan trọng và mỗi mục tiêu đều quan trọng như nhau. Nhưng theo tôi, tất cả chúng ta đều phải tập trung để đạt được hiệu quả, hành động. Và với tôi ủng hộ sự đổi mới nhiều nhất. Tôi nghĩ sự đổi mới là cực kỳ quan trọng, bởi vì sự đổi mới là cần thiết để đạt được tất cả các mục tiêu đó. Thông qua chương trình Youth Speak 2016, hy vọng có thể mang đến cho người trẻ Việt một không gian để chủ động nói lên tiếng nói của mình và hành động hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững. Phương pháp Agile, văn hóa Agile là cụm từ được các doanh nghiệp phần mềm công nghệ nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây. Ra đời từ những năm 2000, phương pháp làm việc này đã được công nhận trên toàn thế giới vì nó đã mang lại hiệu quả làm việc tối ưu cho các doanh nghiệp. Để làm rõ những nội dung của phương pháp này và cách thức vận hành vào các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn của phóng viên FBNC với anh Mathieu Garnier, là CEO của không gian làm việc chung Start tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa anh, Agile là một phương pháp làm việc mới cho các doanh nghiệp công nghệ. Theo anh thì phương pháp này có gì khác biệt so với các phương pháp truyền thống trước đây? Agile là phương thức vận hành và làm việc nhóm để tiếp cận sự phát triển. Nó là một nền tảng để ứng dụng vào quá trình làm việc. Agile tập trung vào 4 khía cạnh: tối ưu hóa năng lực nhóm, phát triển kỹ năng giao tiếp với khách hàng của nhân viên, thiết lập môi trường làm việc hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thiết lập quan hệ với các đối tác bên ngoài. Trọng tâm của phương pháp này là tối ưu hóa năng lực làm việc của nhóm. Cách hoạt động của Agile là không đặt kế hoạch dài hạn. Ta phát triển nhiều vấn đề cùng lúc trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó gia tăng hiệu suất làm việc, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Vận dụng phương pháp Agile giúp cho các nhóm phát triển truyền tải các vấn đề nhanh chóng hơn, thường xuyên hơn. Sự khác biệt về văn hóa có phải là rào cản để phương pháp Agile được áp dụng vào các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam không, thưa anh? Phương pháp Agile đòi hỏi nhiều kỹ năng mềm hơn bình thường. Nhưng tôi tin có thể thực hiện tại Việt Nam giống như các quốc gia khác. Có thể khó thực hiện phương pháp Agile. Song tôi tin rằng với kết cấu nhóm nhỏ, các thành viên trẻ tuổi, thì việc thực hiện cũng không quá khó.
Các nhân sự công nghệ thông tin thường làm việc rất độc lập với nhau, và phương pháp Agile này sẽ giúp các công ty công nghệ kết nối các cá nhân này lại với nhau như thế nào thưa anh? Agile tập trung vào việc cộng tác giữa các thành viên trong nhóm. Việc lựa chọn nhân lực đủ kỹ năng và trao quyền để họ tự quyết định là tư tưởng nền tảng của Agile. Vai trò của đào tạo cũng cần được nâng cao để bổ sung kiến thức, kỹ năng còn thiếu cho nhân viên, từ đó giúp kết nối các nhân viên với nhau. Tại Việt Nam, các bạn cần huấn luyện thêm các kỹ năng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm. Anh có lời khuyên gì cho các doanh nghiệp Việt Nam khi mà họ áp dụng cái phương pháp này vào trong việc vận hành cái doanh nghiệp công nghệ của mình không ạ? Đối với các mô hình khởi nghiệp tại Việt Nam, các bạn có thể áp dụng Agile hoặc Scrum để phát triển sản phẩm hay phần mềm. Nhờ đó mà ta truyền tải các chức năng, sản phẩm ngày càng nhanh hơn, tốt hơn, thực hiện từng chức năng một thay vì lên kế hoạch cho cả một mảng lớn của dự án. Thực sự mà nói, Agile đòi hỏi rất nhiều kỹ năng mềm, nên các bạn mới ra trường hay nhân viên nên được trang bị các kỹ năng này. Các bạn mới ra trường có vẻ giỏi các kỹ năng mềm hơn người làm việc lâu năm, nên việc huấn luyện cho thế hệ trẻ sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cảm ơn anh về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Được ví như giải thưởng Oscar trong ngành công nghiệp du lịch, giải thưởng du lịch thế giới WTA sau 23 năm lần đầu tiên đã đến Việt Nam. Theo ban tổ chức năm nay thì Việt Nam giành được 24 giải thưởng du lịch thế giới ở các hạng mục khác nhau. Đặc biệt trong số này thì có 6 đơn vị và một điểm đến đạt giải thưởng ở cấp độ khu vực châu Á. WTA được coi là giải thưởng có uy tín nhất trong lĩnh vực du lịch thế giới do sự khắt khe trong khâu sàng lọc và xét chọn. Giải thưởng được chia thành nhiều hạng mục dành cho các đơn vị kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp du lịch, bao gồm hàng không, khách sạn, resort, công ty lữ hành, vận chuyển, du thuyền, điểm đến du lịch, v.v. Trong đó, mỗi hạng mục lại được chia thành 3 cấp độ là cấp độ quốc gia, cấp độ châu lục và cấp độ thế giới. Theo danh sách của ban tổ chức, trong lần trao giải thứ 23 này, Việt Nam giành được 24 chiếc cúp danh giá từ WTA, trong đó có 8 giải thưởng ở cấp độ khu vực. Cụ thể, thành phố Đà Nẵng đạt giải điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort đạt giải khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á, Intercontinental Asiana Sài Gòn đạt giải khách sạn thành phố hàng đầu châu Á, khu nghỉ dưỡng Amanei đạt giải thưởng khu nghỉ dưỡng Baltic hàng đầu châu Á, Nam An Retreat đạt giải khu nghỉ dưỡng Retreat hàng đầu châu Á. Đặc biệt, vượt qua hơn 36 công ty du lịch đẳng cấp đến từ các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Viettravel tiếp tục giữ vững danh hiệu nhà điều hành tour đứng đầu châu Á trong 3 năm liền. Cùng với đó, đơn vị du lịch này cũng có 4 năm liền giữ ngôi vị là nhà điều hành tour hàng đầu Việt Nam. Trao đổi bên lề buổi lễ trao giải du lịch thế giới, ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel cho biết, giải thưởng WTA là điều mơ ước của tất cả các công ty trong lĩnh vực du lịch. Giải thưởng là sự công nhận về uy tín và nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc phục vụ khách hàng, không riêng tại thị trường Việt Nam mà còn với cả khu vực. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã xây dựng cho mình được một cái đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Chúng tôi đã nỗ lực không mệt mỏi trong suốt thời gian vừa qua để duy trì và càng ngày càng nâng cấp cái dịch vụ phục vụ của mình để đáp ứng được cái kỳ vọng của khách hàng. Chúng tôi có kế hoạch có kế hoạch làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ cũng như cái kế hoạch bán hàng từ sớm, từ rất là xa, từ đó là chúng tôi chủ động được căn cứ vào cái mùa vụ của mình, chúng tôi chủ động xây dựng cho mình cái kế hoạch để mà dự đoán trước cái tình hình của khách hàng, chủ động về mặt dịch vụ để không bị động trong những cái mùa cao điểm. Và trong thời gian vừa qua thì cái hướng làm việc như vậy thì nó đã chứng minh được cái tính đúng đắn của nó, bởi vì chúng tôi gần như là rất ít khi chúng tôi bị động trước một cái tình huống nào, trong khi mà dù mùa cao điểm hay một cái khủng hoảng hay là bất cứ cái sự kiện gì xảy ra thì chúng tôi đều có kịch bản để chúng tôi đối phó trước. Trong năm 2016, ngành du lịch tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như bất ổn ở châu Âu, Thái Lan và thiên tai, bệnh dịch liên tiếp xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, Viettravel vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Theo thống kê 9 tháng đầu năm 2016, Viettravel đạt 550.000 lượt khách, tăng 125% so với cùng kỳ. Trước khi nhận giải thưởng du lịch thế giới lần thứ tư, trong tháng 9 vừa qua, Viettravel cũng nhận được 2 giải thưởng uy tín hàng đầu ở khu vực châu Á.
là TTG Travel Awards với danh hiệu Best Travel Agency Việt Nam và giải thưởng MTAA với danh hiệu The Best Outbound of the Year. Nhân dịp này, đại diện Viettravel cho biết sẽ gửi lời tri ân đến khách hàng thông qua việc tung chùm tour siêu khuyến mãi với tổng giá trị lên đến 4 tỷ đồng và số lượng 1.500 chỗ. Ngoài ra, một gương mặt mới đại diện của Việt Nam trong danh sách nhận giải WTA năm nay là Vietnam Airlines cũng khá nổi bật với hai giải thưởng ở cấp độ khu vực là hãng hàng không hãng phổ thông hàng đầu châu Á và hãng hàng không văn hóa hàng đầu châu Á. Đạt được thành tích này, theo đại diện Vietnam Airlines là nhờ những cải tổ triệt để trong năm qua. Trong suốt 2 năm qua thì Vietnam Airlines cũng đã tiến hành cải tổ triệt để, thì chúng tôi cũng đã đưa vào cái bộ nhận diện thương hiệu mới của Vietnam Airlines. Và trong 2 năm qua thì chúng tôi cũng đã đưa vào, chúng tôi là cái hãng hàng không đầu tiên của châu Á đưa vào khai thác đồng thời hai dòng máy bay hiện đại nhất thế giới, đó là máy bay Boeing 787 và Airbus 350. Và cùng với đấy là tháng 7 vừa rồi thì chúng tôi cũng được cái tổ chức xếp hạng dịch vụ hàng không thế giới là Skytrax xếp hạng là cấp chứng chỉ là hãng không 4 sao. Với sự vươn lên của các doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách các doanh nghiệp du lịch hàng đầu châu Á, đại diện đơn vị tổ chức của giải thưởng WTA gọi đây là sự bùng nổ của du lịch Việt Nam. Tôi phải nói đây là một điều rất kỳ diệu. Việt Nam sau nhiều năm luôn phải đứng sau du lịch các nước như Thái Lan, Campuchia. Bây giờ, các công ty Việt Nam đã nảy ra được nhiều ý tưởng, dự án mới, độc đáo. Ngành du lịch đang bùng nổ tại Việt Nam. Đây là điều tuyệt vời cho cả châu Á. Theo đại diện ban tổ chức, sau khi nhận giải WTA 2016 tại Đà Nẵng, các đơn vị đạt giải hàng đầu châu Á sẽ chính thức trở thành ứng cử viên tham gia cuộc đua xét chọn đơn vị du lịch hàng đầu thế giới. Giải thưởng dự kiến sẽ được công bố vào khoảng tháng 12 mỗi năm. Nhằm hỗ trợ người chăn nuôi có thể tiếp cận các công nghệ tiên tiến và nâng cao kiến thức chăn nuôi của mình để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, công ty UBM Asia với sự chủ trì của Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành tổ chức triển lãm Vietstock 2016. Vietstock 2016 là một sự kiện bao gồm triển lãm và các chương trình hội thảo chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt hàng đầu Việt Nam. Triển lãm lần này có sự góp mặt của hơn 300 doanh nghiệp đến từ nhiều nước như Đức, Hà Lan, Mỹ và nhiều quốc gia châu Á. Việt Nam là một quốc gia có ngành chăn nuôi heo phát triển và mức độ tiêu thụ thịt bình quân cao, khiến cho Việt Nam được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng và quan trọng. Thông qua triển lãm Vietstock 2016, chúng tôi mong muốn những sản phẩm và công nghệ mới này sẽ giúp cho ngành chăn nuôi Việt Nam có thể nâng cao kỹ thuật và trình độ chăn nuôi. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức nhiều hội thảo kỹ thuật với hơn 30 chủ đề khác nhau, cung cấp kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi cho người tham dự. Triển lãm chăn nuôi Vietstock 2016 sẽ được diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, SECC, quận 7. Các doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm có thể đăng ký tham dự tại website www.vietstock.org. Thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới ngay sau đây. Nhiều người ở Chile xuống đường biểu tình đòi cải cách lương hưu. Scotland xây dựng văn phòng thương mại tại Berlin sau sự kiện Brexit.